Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thời sự online. Sau đây là nội dung chi tiết. Bamboo Airways đồng loạt mở 3 đường bay Hà Nội đi Đà Lạt, Pleiku, Cần Thơ. Từ hôm nay ngày 10 tháng 3, Bamboo Airways mở 3 đường bay mới từ Hà Nội đi Đà Lạt, Pleiku và Cần Thơ. Ngày 10 tháng 3, Bamboo Airways chính thức khai trương 3 đường bay mới ở Hà Nội, Pleiku, Hà Nội, Đà Lạt, Hà Nội, Cần Thơ với tần suất 1 chuyến trên ngày trên mỗi tuyến. Vé được mở bán online trên website bambooairways.com và hệ thống đại lý của hãng trên toàn quốc từ ngày 4 tháng 3 năm 2019. Sau chuyến bay đầu tiên cất cánh ngày 16 tháng 1, Bamboo Airways đang đẩy nhanh tốc độ mở đường bay mới hướng tới khai thác 20 đường bay trong quý 1 năm 2019. Bên cạnh 3 đường bay mới khai trương ngày 10 tháng 3, hãng sẽ mở thêm các tuyến kết nối Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Nẵng, Đồng Hới, Phú Quốc, Buôn Ma Thuột, Vinh. Bamboo Airways đặt mục tiêu tăng tần suất khai thác lên 100 chuyến bay trên một ngày, phục vụ 5 triệu hành khách, đồng thời phủ sóng trên hầu hết các sân bay nội địa tại Việt Nam ngay trong năm nay. Kế hoạch bay quốc tế cũng đang được xúc tiến gấp rút với các điểm đến đầu tiên là Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc trong vòng tháng 3 và tháng 4 năm 2019. Đường bay thẳng tới Mỹ dự kiến sẽ được triển khai vào cuối năm 2019, hoặc chậm nhất là đầu năm 2020 với sự hỗ trợ của đối tác Boeing. Để thực hiện kế hoạch này, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 tại Hà Nội mới đây, Bamboo Airways đã ký thỏa thuận mua thêm 10 máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner trị giá gần 3 tỷ USD. Đội bay của Bamboo Airways dự kiến sẽ sở hữu 30 chiếc thân rộng Boeing 787 Dreamliner và những chiếc máy bay đầu tiên sẽ được phía Boeing bàn giao cho đối tác Việt Nam từ quý 3 năm 2020. Trong năm 2019, Bamboo Airways cũng sẽ nhận về 30 máy bay mới, nâng tổng số máy bay đang khai thác lên 40 đến 50 chiếc. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thời sự Online để cập nhật những tin tức mới nhất.